Ngày 4 tháng 10, Đại tá Lê Trung Hai, trưởng Công an thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam cho biết, đã đình chỉ công tác đối với Đại úy Trần Bình Định, công an viên công tác tại Công an phường Vĩnh Điện để làm rõ vụ việc. Đồng chí này dí roi điện vào người một thanh niên trên địa bàn. Theo đó, khoảng 21 giờ ngày 8 tháng 9, trong quá trình tuần tra kiểm soát, tổ công tác Công an phường Vĩnh Điện phát hiện 3 đối tượng tại khu vực phía sau chợ Vĩnh Điện có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành truy đuổi và bắt giữ được Dương Văn Hòa, 22 tuổi, trú xã Điện Tiến, thị xã Điện Bàn. Kiểm tra trên người Hòa, lực lượng chức năng phát hiện thu giữ 4 con dao tự chế. Trong quá trình làm việc, Đại úy Trần Bình Định có sử dụng roi điện để hù dọa Hòa, như trong clip lan truyền trên mạng xã hội. Sau đó, Hòa đã khai nhận 2 người đi cùng còn lại. Theo Đại tá Lê Trung Hai, sau khi nhận được thông tin trên mạng xã hội về sự việc, phía công an thị xã đã yêu cầu xử lý nghiêm nếu có sai phạm. Hiện sức khỏe và tâm lý của Hòa bình thường, sự việc tối ngày 8 tháng 9 không có xây xát gì với cơ thể.